Chính nghĩa tập tành làm streamer, đập hộp bộ đèn đóm hơn chục cũ. Hôm nay em đến nhà nhỏ bạn của em chơi. Xong em đi vô phòng đó em nhìn thấy cái dàn máy PC là tự nhiên em mê liền. Đẹp quá vậy? Bạn bè qua nhà ngồi ghế nệm không cho bắt ngồi ghế nhựa. Trời ơi, mày xài điện thoại gì không mà tự nhiên mày mê PC làm cái gì? Thì để hả, tao định livestream mày, tao làm streamer rồi đó. Cứ lại nhìn ngầu. Xong cái em nổi hứng lên, em mua tặng nó nguyên một cái bộ đèn đốm cam sang xịn mịn của Corsair. Thì cũng kiểu như mình để dành lâu lâu mình qua thì mình stream ké hoặc là mình like ké vậy đó. À, cái đèn này là cái đèn xịn nhất mà em từng tậu luôn á nha. Không có giống mấy cái đèn ring mấy trăm ngàn bán ngoài đường đâu nha. Một bộ này thì gồm hai cái, là gồm cái này với cái này. Giỡn á. Nó có một cái đèn tên là Keylight, là cái đèn chì phá hả. Và cái này là face cam, là mặt rỗ như trái cam hả. Và đây là cái khúc lắp ráp nè, mở đầu cho cái hành trình hai top top cơ mảng làm khùng làm điên. Giờ tự nhiên muốn làm streamer phải vượt qua thử thách gian nan, đầu tiên là lắp ráp cái đèn này. Rồi tự nhiên cái chân đèn nó nặng quá cái mắt con vậy á, mà con không được, phải dùng cái cách này nè. 75 kg 95 kg đúng. Cái đế thôi đã là một cái cục nặng 5 kg rồi. Đúng là cái bộ mười mấy cũ. Quên nói chứ cái đèn này là 6 cũ máy nè, thì tại hàng của Corsair mà. Còn cái face cam này là 5 cũ máy. Cái này là cục xà bông rửa tay nè, trước khi mình xài camera mình phải rửa tay. Chỉ là cái dây điện thôi. Chút xíu nữa bể à. Đúng là cái gì cũng vậy, cái khúc khui hộp là cái khúc vui nhất. Cuối cùng thì hai nhà nghiên cứu đã phát hiện ra cái này là cái gì hả? Cái bàn. Nãy giờ tìm cái bộ phận này không thấy. Ta nói hai bà, một bà bông một bà bèo, ngồi lắp ráp nhìn nhau cười không. Nó nói là làm mấy cái này dễ lộ ngu lắm. Nói chứ là có bao nhiêu là mọi người cứ nhét vô thành một cây hết nè. Nó chỉ có một cây thôi. Đèn này là đèn bông tím mọi người. Để mình có thể bẻ quặn á, để cho cái đèn nó ở trong cái hướng đúng ý của mình, hiểu không? Nói chung là người ta sẽ cho mình nhiều cái khớp để mình có thể điều chỉnh cái hướng sáng tùy theo mình mong muốn. Và mình chỉ việc dặn cứng cái khớp lại thôi thì nó sẽ không có cong vòng giống như bông tím, hiểu không? Rồi giờ ướm cái đèn này vô cái bàn streamer của con Ha Ha nè. Cái này nó có một cái chân nó kẹp nách vô trong cái bàn á. Với cái Keylight đèn chì phá này đó là nó điều chỉnh được ánh sáng và màu nhiệt luôn. Nó không có bị chát khi lên hình, đặc biệt là mấy cái mặt bóng dầu, mặt bự rồi như em á. Với một cái công nghệ đa lớp gì đó, nói chung là nhìn lâu nó không có bị chát con mắt, rồi không bị tiền đình đồ. Còn nắng 12 giờ thôi. 3 giờ chiều nè. Ừ, nắng hoàng hôn nè. Nắng trong tim nè. Chắc nhất. Còn chưa cái nào hoàng hôn, Phú Quốc đi. Cái nào muốn né, hoàng hôn muốn né rồi, Phú Quốc mới chịu. Phú Quốc là đỏ hơn phải không? Ừ, đậm thông xíu nữa. Rồi. Còn ai mà muốn chuyển từ cái thế bị kẹp lên bàn sang cái thế chủ động á, thì mình tháo ra gắn vô cái đế hồi nãy là được. Rồi nãy giờ mới tới cái face cam nè, to nè, rồi ống kính nhiều lớp, rồi khẩu là ép sạc 2.4 là cái gì không biết, nhưng mà xóa phông lấy nét là ok con dê đi trên đê. Với cái cảm biến đến từ nhà Sony là duyệt khúc này. Trời ơi, mình tự điền vô xong giờ bây giờ mình thấy cái dàn này xịn quá xịn. Nhìn ly qua thấy hai đứa em hơi lãng nhách chút xíu thôi mà vẫn xịn. Bây giờ làm streamer là tính làm gì? Like ăn đi. Ăn là múc băng ha. Ủa là phải chơi game hả? Ừ. Vậy stream game đối vui có thưởng. Đi gặp bác đại gia Phan thì kéo trái cây á, Phan Hero Saga đi. Đúng rồi. Để cho cái nhớ chim ơi, người ta yên bình. Là không được stream nữa hả? Không được bác ơi. Vậy thôi, cảm ơn nha, tao đi về. Bye nha. Bye nha má. Có sẽ chỉ để cho mày. Tự nhiên qua nói là tặng quà chim mơ mười mấy củ rồi tự nhiên gom hết đi về. Vậy là tặng chưa? Để. Tao gửi tặng mày một bài hát này ha ha. Những lời đàm tiếu của con ha ha. Không thể nào cản bước được bông gaming. Tạm biệt, chờ một ngày tao thành streamer nổi tiếng tao quay lại gặp mày.